Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái câu trả lời của ngày 1 và ngày 3, ngày 4 nha các bạn. Rồi, cái câu ngày 1 thì có một câu mình chưa có trả lời được. Đó là cái câu mà nó hỏi rằng cái người chơi nào cùng nhau hợp lực tiêu diệt kẻ phá hoại để làm cho Vương quốc Thanh Sạch nè các bạn. Chúng ta bấm vào Vương quốc Thanh Sạch này, nó sẽ có trả lời vào thời gian nào. Ở đây chúng ta có 14 tháng 5, các bạn chọn tháng 5 cũng chính là câu C nha. Đó là câu 1. Thì trong bảng câu hỏi của mình thì mình còn câu 1 chưa hoàn thành nha các bạn. Đây, thì các bạn chọn câu C là được. Đây là câu số 4. Số 4 các bạn chọn câu C. Rồi, còn cái ngày 2 thì chúng ta cùng xem lại một chút. Ngày 2 thì ở đây thì Respawn tạo ra chim miếng gió. Tiếp theo là ốc xà cừ sặc sỡ và Maraku tặng cho Peggy. Câu 3 là nhận được dọn nước hoàn hảo bằng cách thăng thiên tướng tinh nhuệ. Câu 4, trong phiên bản hiện tại trò chơi, người chơi không thay đổi các tướng là không thay đổi được Rosa. Câu 5, theo Bipba, nhà ảo thuật gia lộn xộn lết của việc học pháp thuật dịch chuyển là có thể vận chuyển hạt dễ dàng hơn. Rồi, chúng ta đến với bộ câu hỏi của ngày 4 nha. Ngày 4, Vương quốc bị xoắn nào sau đây sẽ triệu hồi Dep khi chiến đấu? Ở đây các bạn chọn sứ giả Điêu Linh. Câu 2, tên thú cưng rắn đỏ của Tesco, các bạn chọn Setsu. Câu 3, số lượng lính đánh thuê tối đa là 3. Câu 4, cách nào sau đây không phải đã tăng nhận VIP, đó là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, không tăng điểm VIP nha. Câu 5, tướng địa ngục nào sau đây từng là con người? Chắc chắn là các bạn Lucretia, vợ của Giáp ha các bạn ha. Từng là con người. Rồi, còn đối với cái bộ câu trả lời của ngày 3 thì mình hẹn các bạn ngày hôm sau đi, tại vì có một câu bị trả lời sai. Cái câu hỏi này nó hỏi là cái bộ skill của Simira không thả ra thứ gì sau đây. Mình phân vân hai câu, đó là chất độc với lại khí ga. Mình đã chọn không thả ra khí ga và nó bị sai các bạn. Đâu đó thì chắc là nó không thả ra chất độc rồi. Còn các câu 1, 2, 3, 4, 5 thì khá dễ, thì mình sẽ cập nhật cái bộ câu hỏi cũng như là câu trả lời của ngày 3 cho các bạn sau nha. Nói chung là về cái hỏi này thì nó hỏi những thứ liên quan tới game. Tuy nhiên có một cái nó hơi khó, là ví dụ nha, trong bộ câu hỏi ngày 4 á, cái boss Vương quốc bị sáng trước kia thì chúng ta hay nhớ tên tiếng Anh, nhưng hiện tại thì nó lại để tên tiếng Việt rồi các bạn. Ví dụ như mình nhìn Ma Vương, Pháp Sư Kỳ Quái, Sứ Giả Điêu Linh, mình thật sự nghe tên rất là lạ luôn. Tại mình quen gọi tên theo boss của tên của mấy con nhân vật trong game rồi. Nãy dịch ra thì hơi lạ chút các bạn. Ok, không biết là cái sự kiện, cái cuộc chiến vận mệnh mới nè, có bạn nào thấy hứng thú không? Chứ mình thấy cái sự kiện này khá hay các bạn. Thôi xong, mình lỡ xài bộ bài này rồi, sao đánh lại. Với cái sự kiện này thì thật sự nó không có cân bằng so với cái sự kiện cũ. Tại vì sự kiện cũ thì các bạn sẽ có bộ cờ là như nhau, bộ tướng là như nhau. Còn cái sự kiện này thì các bạn biết không, bộ cờ nó không như nhau và bộ tướng nó cũng không như nhau luôn các bạn. Những người chơi mà sở hữu nhiều con tướng hệ thiên thần và ác quỷ xịn đó các bạn thì sẽ chiếm ưu thế rất lớn trong cái sự kiện lần này. Tại vì nếu các bạn sở hữu một con solo cực kỳ mạnh đầu game, ví dụ các bạn sở hữu con Athalia thì có thể khó chết mục tiêu rồi các bạn, mặc dù mục tiêu ban đầu trâu cái nào nữa cho Athalia vào thì khả năng sống sót cũng là rất khó các bạn, thật sự các bạn. Rồi, mấy hôm nay thì mình đang test cái bộ cờ không gian và mình thấy cái bộ cờ không gian để đi cái này là quá là phèo, và bộ cờ mạnh để đi cái này đâu đó là ví dụ như bộ sát các bạn sẽ chơi nè, hạt bộ thiên thần và ác quỷ các bạn rất là mạnh nha, chứ còn bộ không gian đi rất là phèo các bạn. Như bạn này chơi con vô công rồi lại chơi thêm song sinh, chơi thêm giáp vô nữa thì sao mình đánh lại. Chắc chắn là chúng ta phải đổi bộ bài khác rồi, bộ này chơi không được. Ok, mình sẽ thử đổi bộ này, bộ Exit K
cộng song sinh vu công ana. Các bạn nghĩ vu công ra trước ngon hay là chúng ta sẽ cho con ở trong chế độ này phượng có hồi sinh được không ta? Thử đi các bạn. Để biết phượng hồi sinh hay không mình sẽ thử chơi nha. Ok, và mình thử chơi với bộ cờ mới. Ê, từ từ để mình xem mình chọn bộ mới cho rồi. Thật sự thì cái cuộc chiến vận mệnh lần này thì nó không có cân bằng, nhưng mà nó lại mang đến trải nghiệm tốt cho người chơi hơn. Thì cái kiểu mà người chơi mà có khả năng, nói chung là những người chơi lâu thì có bộ tướng sình thì chiếm ưu thế hơn. Như vậy thì nó sẽ công bằng hơn đối với những người chơi gắn bó game đã lâu các bạn. Rồi, con vu công bị con nóc nhà của mình đập chết queo rồi. Ok, mình không lấy con này đâu, mình sẽ lấy con Aegis. Giật xét cho chết luôn các bạn. À, hình như bạn này giống bộ tướng giống y chang bộ tướng lúc nãy mình đánh vậy chứ vậy ta. Rồi mình sẽ cho phượng vào. Thôi nhưng mà mình win mất các bạn, nóc nhà mạnh quá. Nói chung là một số nhận xét của mình về cái cuộc chiến vận mệnh lần này thì chắc chắn một điều là nó không có cân bằng. Nhưng mà phần thưởng thì nó nhiều hơn so với các đợt khác. Phần thưởng đợt này cực kỳ nhiều nha các bạn. Nhưng mà nó không có cân bằng, nó phụ thuộc rất nhiều vào những con tướng mà những người chơi đang có. Người chơi nào đã gắn bó với game càng lâu, có nhiều con tướng hay đặc biệt thì sẽ có ưu thế rất lớn trong cái sự kiện lần này. Ok, và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.